Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Pháp Sư Luyện Rồng. Nãy giờ mình ngồi đây mình rình cũng lâu rồi. Ủa nhưng con rồng đâu rồi? Mình đang rình con rồng để mình tranh thủ mình ám sát nó. Tại vì mình còn cỡ 18 vây rồng nữa thôi là mình có thể mang về và gom gom làm được một cái lò luyện thép rồng lửa rồi đó. Ủa con rồng, à đây nó núp ở dưới này. À thì ra nó núp ở dưới này hả, mình sẽ đổi góc. Qua wow, bên đây, sau đó kêu Night Fury tấn công nó từ xa ha. Cho nó không thể nào mà né được luôn. Rồi, đứng ở đó đi rồng. Rồng nè. Tấn công đi Night Fury. Mình sẽ nhờ Night Fury phụ mình một lượng sát thương ha. Thấy vậy chứ Night Fury tấn công đau lắm á. Rồi, còn 3 đòn đánh. 2 đòn đánh. Ui, xong luôn rồi. Tuyệt vời, không uổng công mình ngồi cùng với Night Fury rình con rồng này. Chiến thắng không mất một giọt máu nào luôn. Quá là đã. Giờ thì lấy xác rồng thôi. Rồi bao nhiêu vảy rồng đây? Hy vọng là trên 18 nha. 32 vảy rồng luôn. Quá đã. Hoàn thành nhiệm vụ rồi. Tuyệt vời ghê á. Thôi giờ mình cùng Night Fury về nhà thôi. Tại vì hôm nay cũng khá là nhiều việc để làm á, nên cần phải về nhà gấp. Rồi một xíu rảnh thì chúng ta mới đi khám phá được. Với lượng vảy rồng mình có sau khi đánh bại con rồng kia, cùng với số vảy rồng mà hổm rài mình tích góp được, thì chúng ta đã đủ số lượng để có thể kiểu như là làm được một cái lò luyện rồng rồi ha. Đầu tiên mình sẽ tạo ra những cái khối vảy rồng trước. Đây, hiện tại thì mình có được 28 khối vảy rồng ngọc lục bảo nè. Rồi thêm được 11 khối vảy rồng ray ha. Với cả là bao nhiêu? 8 khối vảy rồng đồng. Với số vảy rồng này thì mình sẽ kết hợp nó thêm với cả là đá, gạch đá. Công thức nó là như vậy. Để mình tạo ra những cái gạch rồng á. Đây, gạch rồng thì nó bao gồm gạch ở xung quanh và khối vảy rồng ở giữa. Kiểu như vậy ha. Đó, 4 khối nè. Mình cần cỡ 30 á, cỡ 30 để làm ra được một cái lò luyện rồng. À, cái này coi được bao nhiêu? 8 và 24. Vậy là còn thêm 6 khối nữa thôi. Rồi, vậy là đủ rồi ha. Vậy là còn dư ra cả đống vảy rồng luôn. Tốt, có gì mình sẽ sử dụng để làm giáp rồng sao? 32 khối gạch rồng rồi. Mình sẽ làm các bộ phận của cái lò luyện rồng này, bao gồm là một cái này gọi là cái core ha, một cái nhân nè, với cả là nó còn có thêm cái bộ phận gọi là abertura. Cái abertura này thì nó cần có sắt á. Sắt có luôn 4 sắt. Chờ vô đấy. Rồi giờ thì còn thiếu mấy khối xương rồng nữa thôi là đủ cái lò luyện rồng này ha. Cuối cùng thì ngày này cũng tới rồi, quá là đã luôn á. Đây làm thêm 14 rồi. Giờ thì mình sẽ đặt cái lò luyện rồng này ở bên ngoài nha. Tại vì lò luyện rồng này sẽ cần đến sự giúp đỡ của rồng thì mới có thể luyện được thép rồng á, nên mình không thể đặt trong nhà đâu. Rồng khà lửa một phát là cháy cái nhà mình thành cho bụi luôn á. Kiếm chỗ nào trống trống vậy ta? Chỗ nào rồng có thể khà lửa thoải mái nha mà không có ảnh hưởng á. Chỗ nào giờ trời? Ừ, chỗ này. Chỗ này mình thấy ok nè. Được á, hợp lý. Mình sẽ bắt đầu làm cái lò luyện rồng này ha. Ui. Mà khoan. Chưa, hình như là mình còn thiếu. Phải có sách hướng dẫn chứ làm cho đúng. Tại vì lâu rồi mình chưa có làm lại cái lò luyện rồng nữa. Phải có sách hướng dẫn làm nó mới ok được, không thì làm nhầm mất công lắm. Lò luyện rồng. Đây, lò luyện rồng nè. Mình sẽ cần có tầng thứ nhất thì mình sẽ làm như vậy ha. Một hình dấu cộng bằng khối gạch rồng. Như vậy. Khối xương rồng vô đây. Đó. Rồi. Đến tầng thứ hai thì mình sẽ kiểu như là cho cái nhân cũng như là cái abertura vô ha. Abertura là cái để mà rồng khà lửa vô á. Nè, Albert. Đâu rồi ta?
aperture là hướng này đi. Mình sẽ cho rồng ở đây phun qua đây là hợp lý. Cái nhân ở giữa, gạch rồng ở trên. Rồi, và tầng cao nhất thì mình sẽ làm giống tầng thấp nhất ha. Cũng là dấu cộng và mấy cái khối xương rồng ở phía trên này. Rồi, mình đã làm giống trong sách rồi đó. Mình có thể mở lên chưa? Đó, mình mở cái lò luyện rồng lên được là chuẩn rồi đó nha. Ở đây đã bắt đầu có thể đưa vào sử dụng rồi nè. Thật là tuyệt vời luôn. Giờ thì chúng ta chỉ cần ấp trứng rồng hoang dã nữa là có thể bắt đầu luyện được thép rồng rồi đó. Đây, trứng rồng hoang dã thì mình có được một trứng trong chuyến khám phá ngày hôm qua nè. Ấp luôn, ấp luôn. Một ngày tuyệt vời, một ngày tuyệt vời. Mình có ép vô cái gậy gậy mình, cái phép ignite này. Và cái phép này có thể kích hoạt để ấp trứng rồng luôn nha. Trời ơi, đã thiệt. Giờ ấp trứng rồng là bằng gậy phép luôn. Cho nó xịn. Quá trình này thì mất cũng khá là nhiều thời gian đấy. Nên trong lúc rảnh, mình sẽ ấp thêm những cái trứng rồng mới nè. Chẳng hạn như là trứng rồng Night Stalker ha. Rồi, Night Stalker. Cho vô. Và trứng rồng Aztec nữa. Xong. Vậy là bữa nay chúng ta vừa có rồng hoang dã mà vừa có mấy em rồng mới này luôn nè. Ôi thì dư một ít vảy rồng, chắc mình sẽ làm giáp rồng đi. Tại vì bận cái giáp ngọc lục bảo này hơi ăn hành nha. Nó không có được mạnh giống như là giáp rồng á. Nên đi khám phá đến lúc còn bị rồng nó bán hành. Giờ là dư giả rồi, hết tiết kiệm rồi. Bung lụa thôi. Làm một set đồ mới liền. Mặc cho nó oách ha. Đây. Còn dư một ít có gì để dành mình sửa đồ lại các thứ. A few moments later. Rồi xong phim. Như vậy set đồ mình tạm ổn ha. Ít ra thì nó cũng đỡ là nó không có cái dòng Death Odium nào hết. Thiệt tình luôn á. Cái áo này để dành mai mốt mình sửa. Sửa đồ của mình. Rồi xong. Làm giáp các thứ cũng xong rồi. Giờ thì tới học phép đi ha. Tại vì tranh thủ lúc mà mình ấp trứng rồng thì mình có nhiều thời gian rảnh nè. Mình sẽ học phép. Bữa nay học được rất là nhiều sách phép mới luôn á. Trong đó có một quyển sách cổ xưa nè. Nhưng mà nó chỉ là cấp apprentice thôi. Khá là sukana ha. Nhưng mà không sao. Ít ra cũng có phép mới để chúng ta học là vui rồi. Giờ thì mình sẽ ép vô gậy nào ta. Tại vì có tới 6 quyển lận. 6 quyển thì một cái gậy ép không hết. 6 quyển hả? Mình sẽ coi coi. Ép hết vô một cây được không nhỉ? Đây, 1 2 3 4 5. Vẫn bị thiếu nè. Vậy thôi. Cái phép cổ xưa thì mình sẽ cho qua một cây gậy khác đi ha. Phép cổ xưa mình sẽ cho qua cây gậy gậy này đi. Cho qua cây gậy này. Rồi, hợp lý. Vậy là đủ phép luôn. Rồi nè, sáng sớm rồi, mình sẽ test phép cổ xưa trước luôn nha. Cho nó phấn khích xíu đi. Thường thường mấy phép cổ xưa hay hay lắm. Rồi, mình sẽ test thử. Ủa gì nữa đây? Ui. Trời ơi. Biết luôn. Lần trước mình học được phép biến thành người khổng lồ đúng không? Mà lần này thì ngược lại, mình biến thành người tí hon nè. Biến là người tí hon thì mình mất đi khá là nhiều máu luôn. Nhưng mà đánh đổi lại, mình di chuyển nó cũng tương đối nhanh ha. Đồng thời thì mình còn giảm sát thương ghi rơi. Ủa còn gì nữa không? Vậy thôi hả? Cho mình trở thành cái người tí hon trong một khoảng thời gian ha. Rồi mình có thể giảm được sát thương rơi nè. Cải thiện được cái khả năng di chuyển. Và tăng đam luôn. Wow. Vậy là biến thành người tí hon mình sẽ tăng đam nha. Ý. Rồng mình cũng ấp xong rồi nè. Trước mắt thì mình sẽ làm trước cái gậy rồng đi ha. Để có gì mình cho rồng ngồi xuống các thứ đâu. Rồi. Đâu rồi rồng rồi. Ui. Rồng em đi đâu rồi? Ủa. Mới thấy đây mà. À đây đây đây, đi tắm đi tắm. Rồng đang đi tắm. Lực quá hay sao đi tắm nè. Rồi ngồi xuống đi. Ngồi yên nha. Mình sẽ đi lấy đồ ăn cho rồng. Để mình nuôi rồng trước đó. Bữa nay thì mình không có nhiều cái đồ ăn cho rồng mới rồi. Mình chỉ tập trung làm thức ăn cho rồng hoang dã trước á. Tại vì rồng hoang dã phải lớn thì mới làm cái lò luyện rồng cho mình được.
Nè, cho rồng hoang dã ăn trước nè. Đấy, ăn đi cho mau lớn. Hiện tại thì rồng của mình á chỉ mới là giai đoạn 1 thôi, 9 ngày tuổi nè. Mình sẽ cho ăn cho mau mau lên những cái giai đoạn sau á, cỡ giai đoạn 3 thì mới có thể cưỡi cũng như là làm cái lò luyện rồng được nè. Rồi giờ đã lên giai đoạn 2 rồi ha. Rồi có vẻ không đủ đồ ăn rồi. Ồ. Mình gom hết số thịt còn lại để làm nhưng mà chỉ đủ lên giai đoạn 2 thôi. Vậy là khoảng một ngày nữa để mình cày thêm thịt đó thì mới đủ cho rồng lên giai đoạn 3 ha. Không sao, cố lên. Từ từ mình sẽ gán nuôi rồng hoang dã lớn thôi. Còn bây giờ thì mình sẽ tiếp tục test phép để chuẩn bị cho chuyến đi ngày hôm nay cái đã. Mình đã test được phép thứ hai rồi. Phép thứ hai này có tên là Rubble ha. À, đây là phép bắn ra một cái cọng dây leo giúp mình có thể đu lên luôn nè. Ui, được đó nha. Phép này khá là thuận tiện khi mà đi khám phá, giúp mình di chuyển ở những cái chỗ mà nó cao hơn một cách dễ dàng hơn ha. Bắn dây leo là được. Đấy. Mình giờ có khác gì Spider-Man đâu. Spider-Man thì bắn tơ ha, còn mình thì bắn dây leo. Đã ghê á. Rồi một phép rất là hữu ích luôn. Tiếp tục. Phép này có tên là Agility hả? À, nó sẽ búp cho mình tốc độ cũng như là nhảy cao ha. Ồ. Ôi, bây giờ ví dụ mình sẽ kết hợp hai phép coi. Phép biến thành người tí hon. Sau đó búp phép Agility này lên. Đây là một combo rất là hay ha. Chứ mình di chuyển rất là nhanh luôn nè. Được thật sự nha. Rồi, ok. Tiếp tục, tiếp tục. Hôm nay học toàn phép. Tốt không à? Tiếp theo là Ice Statue. À, tượng tượng đá hả? Tượng tượng băng. Đâu rồi, Ice Statue. Mình sẽ kiểu như là đóng băng cái đối tượng lại trong 20 giây. Hoặc là đập vỡ luôn. Có thể đập vỡ luôn à. Ghê hả? Ui. À, đập vỡ là băng sẽ vỡ ra thôi chứ không có vỡ luôn cái con ở bên trong á. Tưởng đâu đập cục băng xong cái con ở trong nó vỡ ra luôn thì hay quá. Vậy thì hơi bị bá đạo. Rồi rồi, hiểu hiểu. Tiếp tục. Cái phép này có tên là Clairvoyant. Không biết mình đọc có đúng không nữa, khó đọc quá à. Mình dùng phép một lần, cái nó bảo là nó nhớ cái vị trí gì á. Mình chưa biết cách dùng phép này nha. À, ôi sao giống như nó sẽ tạo ra những cái chấm chấm này nè để giúp mình ghi nhớ cái đường đi á. Hình như cái phép này sẽ giúp mình đánh dấu được cái đường mà mình từng đi. Ví dụ mình vô mê cung thì mình dùng phép này, mình có thể tìm được cái đường mà mình từng đi qua á, giúp mình trở lại nó dễ dàng hơn, kiểu kiểu vậy á. Hiểu luôn, hiểu luôn. Ồ, thêm một phép cuối cùng nữa là phép bắn ra cầu lửa ha. Ui mà cầu lửa lần này có thể phát nổ nha. Cầu lửa lần này có vẻ xịn hơn mấy cầu lửa lần trước này. Có thể phát ra vụ nổ luôn. Mấy cái block dễ vỡ như là đất, các thứ, gỗ đồ là có thể vỡ được luôn ha. Hay hay hay, vậy là nãy giờ chỉ có một phép tấn công à. Ồ, có đúng phép cầu lửa này là tấn công thôi. Còn nhiều là mấy phép hỗ trợ cho việc đi khám phá của mình à. Bữa nay có vẻ không nhiều phép tấn công cho lắm á. Thôi kệ, chắc không sao, mình còn nhiều phép khác mà. Rồi giờ thì tới coi coi mấy trứng rồng tới đâu rồi. Ồ, áp xong rồi nè. Trứng Aztec cũng như là trứng Night Stalker đã áp xong rồi. Giờ mình sẽ cho hai em này ra bên ngoài luôn á. Để mình lấy mấy cái orb trước đã. Hai cái orb. Lúc nào cũng vậy, phải chuẩn bị sẵn mấy cái orb để chào đón mấy em rồng ha. Aztec một em. Rồng Aztec này rất là đẹp luôn á. Kiểu như rồng này nhìn như rồng bộ tộc ấy. Nhìn cái họa tiết giống như họa tiết của mấy cái bộ tộc ha. Rồi tới rồng Night Stalker nè. Night Stalker.
Wow, Night Stalker thì cũng rất là đẹp luôn. Nói chung hôm nay toàn là đồng đẹp không à. Rồi, giờ thì cho hai em này ăn một xíu đi nha. Ủa? Chưa, khoan. Từ từ. Tạm thời cho ăn lên cấp 20 trước đi. 17 rồi đúng không? 18, 19, 20. Rồi. Em này cũng vậy đi. Mình sẽ cho ăn lên cấp 20 trước rồi đã. Chưa, hình như mình nhớ hôm qua mình chưa có cho mấy em rồng kia ăn lên... lên cấp cao để có thể cưỡi hay sao ấy. Tự nhiên mình chợt nhớ ra mấy em rồng hôm qua. Rồi, vô trong đi Aztec. Hôm qua thì mình đã ấp thêm trứng rồng Runkle nè, Shiva cũng như là Mummy á, mà mình chưa có cho kiểu lớn lên luôn để mình cưỡi được. Nè, Runkle mới cấp 12 hả? Giờ nghèo thức ăn quá. Muốn cưỡi rồng được thì phải cho lớn mà. Khó quá. Thôi, bữa nay mình sẽ dồn cho Runkle lớn trước ha. Để coi Runkle lên cấp 25 có cưỡi được chưa. Runkle cấp 25 là cưỡi được rồi ha. Vậy thì đỡ quá. Chịu khó đi. Runkle dù sao thì cũng máu trâu hơn nè. Kích thước cũng bự hơn mấy em rồng khác cùng cấp ha. Nên thôi, Runkle ăn tới đây thôi nha. Giờ nó ăn cho mấy đứa em nó máu ít chứ lâu lớn đi. Ui, còn có 3 phần ăn à. Chết rồi, bây giờ mình trở thành hộ nghèo thức ăn rồng rồi. Hết nhiều đồ ăn như lần trước rồi. Chắc chịu khó thịt thêm mấy cái con bò ngoài kia mới được. Thôi, vậy là bữa nay chỉ cưỡi được thêm Runkle hả. Ghét mình nghèo quá à. Đồ ăn không đủ nuôi rồng luôn á. Tại giờ mình quá cho rồng rồi. Bây giờ tính sơ sơ qua là mình được 18, 19, 20, 21 em rồng rồi đó. Có ít đâu. Một mình phải lo 21 cái miệng ăn. Thêm cái miệng của mình nữa là 22 cái miệng ăn. Sao mà chịu nổi. Mình cũng chấp nhận thôi. Lỡ nuôi rồng rồi, phải có trách nhiệm với rồng chứ. Rồi, giờ thì cắt đồ lên đường đi khám phá tiếp được rồi đó. Nhưng mà trước khi đi khám phá để ngủ giấc rồi đó. Mình biến thành người tí hon xong hết thấy mình trên lưng em rồng luôn này. Ảo thật đấy. Cái phép này nó biến bị nhỏ quá ấy. Cũng hay á. Lần trước thì biến khổng lồ, nay thì biến thành người tí hon. Hợp lý thiệt sự luôn. Ví dụ mình biến thành người tí hon thì mình sẽ luồn lách rất là dễ ha. Mấy cái công trình mà nó làm cái cửa có một ô á, mình có thể chui qua lọt được luôn á. Tại vì mình người tí hon mà. Trời, nãy giờ mình bay ngang cái vùng rừng ngập nước nè. Không có cái công trình gì luôn á. Toàn là hồ nước với lâu lâu có mấy cái đảo nhỏ nhỏ này không à. Ồ, lạ thiệt. Ý, đằng kia có rồng. Uno. Lại có thêm rồng. Ừ, nói rồng mới nhớ. Bữa nay mình cần phải farm thêm máu rồng nha. Đúng. Có lò luyện thép rồng thì phải có máu rồng thì mới làm được. À, hay là sẵn tiện mình thịt con rồng này lấy máu của nó nha. Hợp lý thiệt sự. Rồi, mình sẽ cho Runkle đáp trên đọt cây này trước rồi đã. Không biết nó thấy mình chưa nữa. Chắc không thấy mình đâu. Kêu Runkle bắn nó. Ui, Runkle bắn xa không được. Ôi, chết rồi. Runkle bắn xa không được. Đợi mình xíu, để mình tìm cách mình thủ tiêu con rồng này. Yên tâm. Mình nghĩ mình có thể lo được. Ui. Ủa, mình nhốt Runkle vô rồi mà. Ê. Ui. Vô trong đi cưng. Để mình an tâm mình chiến đấu coi. Đu dây qua đây cái. Ui, đu dây qua đây đó không được. Đu qua đây. Rồi. Bây giờ biến nhỏ hay biến bự. Biến bự đi. Biến nhỏ là ít máu quýnh thùm lại đấy. Phép tấn công. Tường băng trước. Dựng tường băng trước để dễ dàng ngăn chặn con rồng hơn á. Rồi. Một phép tấn công nè. Hố đen. Tròn hút bị hút vô hố đen trước đi. Đó. Hố đen đang cấu máu của rồng kìa. Giờ thì dùng cái phép cổ xưa để tiêu diệt thôi. Ui, nhưng mà cũng không thấm máu rồng lắm nha. Ồ, phép cổ xưa nhưng mà cũng không ăn thua. Rồng trâu quá. Quá là trâu luôn á.
tiếp tục là cho vô hố đen đi, để mình giữ chân rồng lại không cho rồng bay đi á. Rồi vậy thì cứ thế mà tấn công thôi. Ui hình như hố đen xa quá, hút không nổi con rồng. Mà đỡ cái là con rồng này nó không có phun lửa mình á, nên cũng khá là tiện cho mình luôn á. Để mình đổi góc ra đã, góc bên đó xấu quá, qua góc này đi, góc này đẹp hơn rồi nè. Rồng còn có một tí tẹo máu thôi. Cố lên cố lên. Này thì rồng hả? Vô hố đen đi, hút rồng vô hố đen luôn. Con rồng đang vùng vẫy kìa. Nhưng mà sao mà chạy thoát được hố đen? Chiến thắng liền, chiến thắng chóng vánh á. Có vẻ con rồng này còn nhỏ nên mình xử nó khá là dễ luôn á. Giờ thì chỉ cần đi lấy máu rồng thôi, để chúng ta mang về và làm thép rồng á. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Một con rồng mà cho mình tới 7 lọ máu rồng luôn. Nhiều thật. thích ghê luôn á. Hợp lý nha, có được 7 lọ máu rồng lửa đầu tiên rồi nè. Quá đã, quá đã. Giờ thì chắc đi tiếp được rồi đó, cho rồng ra thôi. Ý, cuối cùng cũng gặp công trình đầu tiên trong ngày. Và đây là một cái chỗ trứng rồng luôn à. Hình như đây là tổ của rồng Nether. Đã nha. Chặn từng băng. Lỡ có gì mà rồng Nether tức giận thì còn đỡ kịp. Ui chết rồi, từng băng này nó gián tiếp không cho mình lấy được trứng rồng. Từng băng tan lẻ đi. đây rồi. Tuyệt tình luôn á. Lấy trứng rồng hậu đậu quá. Thôi mà rồng Nether không có đánh mình đó nha, chứ rồng Nether đánh là coi như thua luôn á. Rồi, đi em ơi. Vô công trình đầu tiên là có ngay trứng rồng Nether luôn, quá đã. Đi tiếp, có trứng rồng mới là thấy vui rồi đó. Rồi để coi chúng ta có tiếp tục may mắn gặp thêm những cái trứng rồng khác hay không á. Ui sao lại gặp rồng nữa. No. Né qua bên để cà khịa trước rồi đó. Dù sao thì chúng ta cũng nên cà khịa trước khi mà chiến đấu giáp lá cà, để có kiểu như là lợi thế ha. Con rồng kia. Chiến này thì sẽ cho rồng angle cà khịa nó. Phải hit rồi. 4 hit bắn cho nó dính dách luôn. 5 hit. 6 hit. 7 hit. 8 hit luôn nè. Thêm 1 hit nữa đi. Để coi có kích liễu được con rồng này luôn hay không. Đợi cho em rồng mình hồi sức cái đã. Rồi, hit cuối cùng. Ui, chưa chết, nó đau quá. Mình sẽ đu dây lên trên đó cho nhanh ha. Ui, nó thấy mình rồi. Ui, con rồng này hung dữ hơn con rồng lần trước nha. Chưa gì mà nó đã tấn công mình rồi cơ. Hung dữ đấy. Nhưng mà hung dữ thì cũng phải nạp mạng thôi. Bữa nay mình quyết tâm phải lấy được thật là nhiều máu rồng rồi. Cỡ nào thì ta cũng phải đánh bại được ngươi thôi. Cho vô hố đen mà chơi nè. Vô hố đen là xác định ngươi rồi. Đến bây giờ thì mình cảm giác cái phép hố đen này vẫn phát huy được rất là tốt cái công dụng của nó ha. Là giữ chân và gây sát thương lên mấy cái con rồng này nè. Giờ thì chỉ cần phóng những cái mảnh băng và kết thúc nó thôi. Một hit cuối cùng. Ui hộp. Rồi xong. Trận chiến này thì nó hơi căng hơn lần trước một tí, nhưng mà mình vẫn vượt qua được. Và để coi nó cho mình bao nhiêu lọ máu rồng nữa đây. Hy vọng là 7 lọ nha, hoặc là nhiều hơn thì càng tốt. 5, 6, 7, vẫn 7 lọ. Hết vậy. Hình như trung bình một con rồng mà giai đoạn 3 thì nó sẽ cho mình cỡ 7 lọ máu rồng đó nha. Quá là đã luôn. Ý, lâu lắm rồi đó, mình mới gặp mấy cái chỗ rương bị phong ấn và được bảo vệ bởi mấy tên pháp sư nè. Ngoài ra còn có cánh cổng gì nữa đây. Cánh cổng tạo ra mấy cái thanh niên mà. Hay đi cà khịa, để mình phá cánh cổng nó trước rồi đó. Để thôi, hồi nó đẻ ra tùm lum mấy thanh niên đó. Phá đi nè tôn cơ. Ủa gì, rồng bi. Này thì xuất hiện hả. Cánh cổng cà khịa nè. Rồi giờ thì mình sẽ cho rồng mình ra chỗ khác để mình tập trung vô trận chiến coi. Đấy, mình sẽ hút mấy tên pháp sư này vô cái hố đen của mình. Ui, chơi mà chơi chọi bơ mù. Ui, cầu lửa nữa. Này thì dám hút mình, bố dám bắn mình hả? Một chiêu thôi, một chiêu là mình đánh bại được 3 tên pháp sư lửa rồi. Quá là ghê luôn. Cho mình một cái nhẫn. Kiểu như những cái phép thuộc hệ trái đất á,
sẽ giảm cái thời gian khi mà mặt trăng nó full á. Ồ, tức là những đêm trăng tròn thì mình đeo cái nhẫn này, nó sẽ giúp mình giảm thời gian hồi chiêu đó, đi một lúc á. Cũng hay, cũng hay. Được, được, giữ luôn. Dù sao nó cũng có ích cho mình ha. Ê, không chỉ không chỉ gặp công trình bình thường đâu, lần này mình lại gặp thêm chỗ trứng rồng nữa nè. Đây là rồng Nightbringer. Đẹp chứ kìa. Đây là Nightbringer. Nhưng mà không biết có quýnh mình hay không thì chưa rõ, nhưng mà trước mắt là mình sẽ vô trong đây, vô trong tổ rồng Nightbringer trước. Ê ê ê, đừng, đừng có đánh tôi nha. Tôi chỉ là nhà thám hiểm đi khám phá công trình thôi. Ui ui, lọt vô trong đây nè, trứng rồng Nightbringer nè. Lụm luôn. Nhân phẩm cao, nhân phẩm cao. Có vàng hả? Xin luôn nha. Trời ơi, rồng Nightbringer có vẻ giàu có lắm á. Trong đây toàn là vàng bạc châu báu mà. Nè nè, có vàng nữa nè. Lụm luôn. Cái lụm là phải lụm cho tới ha. Lụm luôn. Ở trên nóc mình thấy nó còn vàng. Ở đây bên hông, bên hông còn vàng nữa nè. Ui, bị rớt ra ngoài rồi. Ra ngoài lụm, ra ngoài lụm. Bỏ ổn, bỏ ổn. Lụm nè. Lụm ở đây nữa, lụm ở đây nữa. Lụm nè. Trên đây còn vàng lụm luôn. Chết rồi. Lấy trứng rồng xong mình đập muốn hết cái tổ rồng của người ta rồi. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Nhưng mà không sao. Đây là những thứ mà mình có thể mang về được á. Bỏ cũng ổn ha. Lấy về đi. Rồi. Nightbringer đi kiếm ăn rồi, mình tranh thủ mình chuồn luôn. Vậy đi ha, chứ thôi hồi về phát hiện vừa mất trứng rồng mà vừa mất đồ nữa, chắc Nightbringer ha xé xác mình ra. Nguy hiểm lắm. Rồi, vậy là bữa nay có 2 trứng rồng mới rồi đó nghe. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Ý. Ôi. Tội nghiệp cái thanh niên pháp sư kia luôn á. Có cái nhà mà kiểu như bị xẻ đôi rồi kìa. Chưa, để mình cho rồng mình đáp xuống rồi đó. Coi coi. Nhà của người ta mà bị mấy thanh niên cướp dân làng này xé làm hai nè. Gián tiếp làm nhà của pháp sư kia bị hư nè. Mình sẽ giúp pháp sư ha. Trả thù thôi. Mình sẽ đốt hết mấy thanh niên này. Cái tội dám cướp nhà của người ta. Đây. Chữa thương nó cho hồi nãy lỡ tấn công chúng nè. Rồi đó, phun máu rồi đó nha. Quề nha, không giận nha. Đấy, mình lỡ quánh chúng người ta là mình chữa thương cho người ta luôn rồi đó. Không có mắc nợ gì đó. Rồi đi tiếp thôi. Bên đây thì có một ngôi làng. Wow, và một tòa tháp bị bỏ hoang nè. Ôi, làng này có cả kiểu như là nhà bác thợ rèn luôn nè. Có thêm đồ, có thêm đồ. Chúng bánh, chúng bánh. Hello bác thợ rèn nha. Trời. Wow, bác thợ rèn có đồ chơi nha. Có đồ chơi mà giấu nha. Chơi mà giấu nha. Tịch thu luôn. Chơi mà giấu. được một cái magic regen. Cái này thì dùng để chế tạo mấy cái đồ phép thuật xịn sò. Khá là tốt luôn. Mình sẽ giữ lại. Cũng được. Nói chung thì cũng đừng ít đồ. Ui, ngôi làng này có người khổng lồ. Đừng nuôi ăn hết dân làng trong đây nha. Ui, nhưng mà thanh niên này có vẻ khá là thân thiện á, không có ăn dân làng. Gì được. Cái đông ăn dân làng thì mình sẽ trừ khử liền. Tại vì kiểu mình phải bảo vệ dân làng. Mấy thanh niên mà chỉ cần đụng nhẹ vô dân làng thôi là mình khô máu liền á. Tại vì mình lỡ lấy đồ của dân làng à, mình phải giúp dân làng á. Rồi, trong đây thì có một trái bơm với một cái cuộn sách phép. Ôi ôi. Ôi. Ôi no 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 no. Phép đóng băng, phép đóng băng. Đóng băng lại, đóng băng lại. Chạy đi bác dân làng, chạy đi. Chạy đi. Chạy đi. Mình đóng băng rồi. Chạy đi, năn nỉ đó. Trời ơi. Mình kêu chạy 3-4 lần mới chạy. Thì ra thanh niên này âm mưu, giả bộ thân thiện đang thịt dân làng. Láo tét kìa. Ui ui, hết đóng băng rồi. Chạy đi bác dân làng. Chạy đi. Trời ơi, bất lực vậy. Có cái phép nào giữ bác? Mình có cái phép này.
Ừ, chạy càng xa càng tốt. Đâu rồi, mình dịch chuyển đi đâu rồi? Ừ, chạy đi. Rồi, để mình xử thanh niên này coi. Dám, láo tét nè, mình sẽ hút vô hố đen á. Này thì láo tét hả? 2000 years later. Ui, cuối cùng thì cũng bảo vệ được dân làng rồi. Ui, suýt nữa thì bị ăn thịt nhưng mà không sao, mình vẫn an toàn ha. Hên quá. Vậy là một số trường hợp cấp bách thì mình có thể dùng cái phép biến nhỏ để chúng ta kiểu như là tẩu thoát á. Khá là hay luôn. Rồi, còn bây giờ thì mình sẽ đi về nhà mình thôi. Nhà mình là cái chỗ một túp liều tranh hai trái tim vàng á, ngay chỗ Waystone á. Đấy. Tiện lợi ghê luôn á. Thôi, đi ngủ. Giờ phải nạp lại mana thôi, để tránh trường hợp giống như hồi nãy á. Đang chiến đấu ngon lành hết mana. Buồn thiệt sự luôn. Nhưng mà tóm tắt cái chuyến khám phá ngày hôm nay thì chúng ta vẫn có thêm trứng rồng mới á. Và chắc mình sẽ ngừng ấp trứng rồng một thời gian đi để mình tập trung mình nuôi lớn những em rồng còn lại. Mình còn có 4-5 em rồng chưa có đủ lớn á. Ngoài ra thì còn phải nuôi thêm rồng hoang dã nữa nè. Một mình quá trời nuôi rồng rồi. Nên phải cố gắng kiểu như là để dành thức ăn mới được. Mình sẽ tém lại, bớt ăn lại đi ha. Cái rài mình tập trung mình ăn dữ quá, ăn toàn thịt xiên que không à. Thịt chịu không nổi. Và chúng ta còn có được một cái lò luyện rồng trong ngày hôm nay rồi. Trong tương lai thì lò luyện rồng sẽ được mình cùng với em rồng hoang dã làm những cái thép rồng xịn sò nha. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến khám phá ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp may mắn của mình cùng với Giới Thí. Bye bye.